mình vậy? Nhìn sợ mày. Sợ người lạ không ơi? Ủa em nhà ở đâu? Sợ, không dám trả lời rồi. Em gái nhà ở đâu? Trời ơi, sao lại ở trong khu vườn rừng hoang vắng này em? Nhớ gặp kẻ xấu thì sao? Trời ơi, đây tâm linh lắm nha. Tối nay mà còn ở đây nữa hả? Trời ơi, em nhà đâu? Tối còn ở đây nữa trời. Em nhà đâu? Nhà em đằng kia, em ở chỗ đằng kia. Đằng kia ở chỗ nào? Chỗ tôi nãy á. Tôi nãy hả? Nãy mấy anh đi ngang. À, cái nhà đó. Cái đó là cái... Cái đó đâu phải nhà đâu em. Cái nhà đâu, cái chòi... Chòi lá đúng không? Đúng rồi, đó em ở chỗ đó đó. Mà sao em lại ở đó? Trời ơi. Rồi đó em ở đó. Lên đây là em ở đó. Xong rồi cái... Có ông chủ chợ. Ông cho ở. Chủ chợ cái... ở hả? Ông thấy tội nghiệp cho ở. Xong rồi hả? Cái ổng hả? Ổng thì chậu nên sợ. Cái gì? Ông làm sao em? Hấp diêm. Ông kéo em. Ôi dồi. Là ông hấp đó. Ông hấp đó. Hấp á? Hấp gì mà. Ôi, bé. Tội nghiệp bé ghê. Cái chiếu này là sao bé? Chỗ này em ngủ đây á hả? Rồi, thôi ra đây để bọn anh hỏi chuyện xíu nào. Em ra em ngồi thử coi. Em ra đây em ngồi đi. Đi. Đâu? Bữa giờ em sống đây bao lâu rồi? Đến thương bà con ơi. Đâu em kể lại cái đầu đuôi cho anh coi cái sự việc như thế nào. Là sao? À đó, đi làm lên đây nè, em ở chợ đằng đẳng á. Ờ. Xong rồi chứ hả, ông chủ chợ ông... Ai ấy em hả? Đúng rồi, ông ấy em á. Chết. Như là cô bé nó đang có bầu rồi sao? Ui sao? Em đang mang hả? Dạ. Mấy tháng rồi? Là của ông chủ trọ hay sao? Đúng rồi. Trời. Anh chủ trọ sao nó mất dạy nhỉ? Sao em không? Nó mất dạy nhỉ? Vậy em tính nuôi đứa con này hả? Không dám bỏ, anh sợ. Vậy là nó bỏ em hả? Đúng rồi. Trời. Sao bé anh tội vậy? Nói anh không rõ kìa. Không nên lòi luôn rồi. Hoàn cảnh đáng thương cô chú chị ơi. Rồi bây giờ em tối nay em phải kiếm chỗ đi chứ ở đây anh thấy muỗi không á. Đi đâu? Rồi ba mẹ em đâu? Mấy ông đi ra đây nè. Đứng gần tội em nó đang sợ, đang nhát nhát rồi. Chưa bà con ơi. Trời ơi, sông nước. Rồi nó làm em nhiều lần không? Mấy lần, tất cả nói anh nghe tất cả mấy lần. Mỗi lần đi làm về có tối không ba? Còn em không có đóng cửa phòng à? Em đóng rồi, mà ông kêu mở ra, ông nói này, em tưởng đâu là ông nói gì, ông có mở cửa rồi, ông nói ông mở ra hả? Tao rủ nó khỏi nhà nên phải mở. Ôi trời ơi. Trời. Một buổi tối ông làm em mấy lần? 8-9 lần. Ôi trời ơi. Gì ghê vậy? Sao nó khỏe vậy? Nhưng mà em cho bao 9 lần luôn hả? Giờ ông nói giờ là ông giết người ta. Trời ơi, ông này không được rồi. Anh em mình không đi được, kiếm không được, này không xử được. Lý nữa thôi. Anh bây giờ là mẹ em có biết chuyện này không? Trời ơi. Mẹ em đâu, sao để em lên như ở đây mình? Quê hả? À, trời ơi, mọi người thấy chưa? Dưới quê lên đây, lên Sài Gòn ở trọ đi làm rất là cực khổ. Mà bị ông chủ trọ lại còn làm cái trò đồi bại đó nữa. Trời ơi mọi người. Quá khổ con bé rồi. Trời ơi. Vậy tối nay anh em mình thu xếp cho em chỗ ở đi chứ. Đúng rồi đó. Chứ ở đây muỗi đốt không được đâu. Muỗi đốt ví dụ có hằng mẹ
thằng vứt vào vẫn nào nó hãm hại em sao? Đúng rồi, phải kiếm cho bé phòng trọ. Anh em phải kiếm cho bé phòng trọ thôi. Anh kiếm phòng trọ cho em ở nha. Em có biết tụi anh là ai đâu, lỡ tụi anh làm gì. Ôi trời. Yên tâm tụi anh không sao, không có làm gì em đâu. Sao bé nó sợ quá rồi sao? Anh đi đông quá à, tự nhiên giỡn của mình em lỡ đi giữa đường anh làm gì sao? Không, bọn anh là người tốt. Tụi anh là youtuber thôi, đi quay nhà hoang tâm linh nè. Tụi anh hay đi quay nhà hoang đó, khám phá mấy cái cây cổ thụ nè. Đó thì cũng hay gặp một số người cũng giống như em ở ngoài ở đây, cũng sống ở đây nè. Đó, thì tụi anh cũng gặp nhiều rồi nhưng mà chưa thấy một người nào mà cô gọi là thiếu nữ có bầu. Nãy mày nói hai tháng mấy rồi hả? Rồi em tính đẻ đứa con này ra thật sao? Thằng đó nó có phụ cấp em không? Không. Trời ơi mọi người ơi. Nói em có bầu xong thì thôi giờ đi về quê đi, chơi mở này nọ. Ôi trời nó đuổi em luôn á. Đúng rồi, ông nói hả, lỡ mất công hả? Có ngồi vô ở gì đó mất công nữa, rồi em nói này kia nữa. Em phải thông báo cho mẹ em biết chứ bây giờ là đi làm thì mang bầu này sao đi làm mà mặc tiền đâu em nuôi con. Biết mẹ em la em á, đuổi chết luôn. Mày biết mẹ em la với em phải không? Đuổi ra khỏi nhà. Trời ơi. Dưới quê lên Sài Gòn đi làm mọi người à. Quá sợ. Đi làm công nhân mà bị ông chủ trọ nó như vậy nó thì tội đáng thương quá mọi người. Giờ sẽ kiếm em chỗ ở em ở nha. Nhưng mà mấy ông chắc mấy ông không làm gì em nha. Ừ. Đâu, tụi anh làm gì em, tụi anh quay phim làm gì? Bọn anh không làm gì em đâu. Tụi anh chỉ thấy tự dưng đang đi trên đường thấy em. Có bác khán giả coi xem có ai giúp đỡ được em thì giúp thôi. Tiếng gì em? Tiếng quạ. Chim lợn hả? Trời ơi. Hay tiếng quạ. Sợ có tiếng quạ đi nữa trời. Trời ơi, em ở đây không được đâu em ơi. Em phải đi ra ngoài thôi chứ ở đây tối muỗi đốt. Nhiều khi là tụi scam ma túy nó lại tới đây nó hấp em chết á. Không được. Để tôi ra tôi kiếm mua nước cho để bé uống nha. Em không có tiền thôi. Không có tiền đi đâu. Trời ơi. Không có tiền thì xíu nữa bọn anh giúp em. Bọn anh giúp em mà. Thôi bây giờ anh em mình một đứa thì đi mua đứa thì đi mua cơm, đứa thì đi mua nước cho bé nó uống đi. Em ăn uống gì chưa? Em ở đây ăn bằng cái gì? Trời ơi. Em ra sân mấy người mà bán cơm á, mà còn thừa á. Mấy người bán cơm thì trong quán á. Người ta bán còn thừa á, thì như vậy. Không thì hỏi ai ăn không hết. Anh thấy đừng nói là em ăn đồ ăn của mèo nha. Không, không ăn đồ ăn của mèo. Em đi xin đồ ăn, mấy người mà ăn xong hay còn dư. Anh bận chết á. Em uống nước gì? Uống nước kia hả? Uống nước sông suối hả? Uống đỡ. Trời ơi. Trời. Thôi không được rồi. Vi khuẩn không đó em ơi. Không được rồi, bây giờ anh em mình phải đi mua nước. Em đi theo tụi anh. Tụi anh sẽ kiếm chỗ ở cho em. Chứ tối này em một mình em dám ngủ ở đây mà em không sợ hả? Rừng thiên nước độc lắm em ơi. Đấy, phải gọi trong rừng luôn ý, gì nữa. Trời ơi, đáng thương mà con. Ôi, nhìn tụi không? Vậy giờ tụi anh sẽ giúp em chỗ ăn ở. Rồi cho em tiền về quê với mẹ nhá. Chứ bây giờ ở Sài Gòn thứ nhất là cái tiền chi phí ăn uống cũng khá là lớn. Đó. Rồi em còn mang bầu nữa, phải ở nhà để mẹ chăm. Đó. Em chưa có trả liền cho tụi anh được. Không cần trả. Không cần trả. Cái này bọn anh giúp thôi chứ. Đó. Nếu mà em không ngại thì em có thể đi tụi anh. Tại tụi anh đang trên đường khám phá. Thì thấy hoàn cảnh em cũng đáng thương. Tụi anh muốn giúp thôi. Đó. Ở đây nguy hiểm lắm em ơi. Ở đây nguy hiểm tối là tụi con gì nó kêu ghê vậy. Tụi scan nó về đây á. Nghe mọi người thấy đó. Một nơi âm u nguy hiểm như này thế mà. Thôi đi về cái chỗ kia em ở tạm đi.
chứ đừng có ở đây nữa. Muỗi quá bà đi, con đi, ơi. Đi nào em, đi. Muỗi quá. Muỗi quá.